Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 18 tháng 1, trên địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người tử vong. Nạn nhân là em Lô Văn Tình, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn và người đàn ông bán xôi tên Nguyễn Quang Hưng, người gốc Huế. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 37C04509 chở vật liệu xây dựng đang dừng bên quốc lộ 7 hướng sang Lào thì bất ngờ bị trôi xuống dốc, đâm vào hai nạn nhân trên đang ngồi ở quán xôi ven đường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.